Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu game đã có anh em fan ở trên kênh chào tôi này anh em này. Vui quá. Chào lại cái. Ui, còn có ông giết luôn, ông giết hộ luôn à? Có chắc là Tuấn Cơm thật không hay là fake? Anh em thấy là chuyển cái bàn cờ này, chuyển cái bàn cờ mặc định. Thế nên là anh em tưởng là tôi sẽ là fake. Đấy, bởi vì là cái bàn cờ này không phải cái bàn cờ mà tôi chuyên chơi. Bàn cờ tôi chuyên chơi là bàn cờ khác cơ anh em ạ. Một cái bàn cờ mà gắn liền với kênh này rất lâu rồi. Nhìn cái bàn cờ là biết ngay cái thương hiệu Tuấn Cơm luôn. Đấy, nhưng mà dạo gần đây tôi cũng thay đổi một chút. Bởi vì các anh em kêu ca nên là tôi thay đổi một vài cái bàn cờ để xem anh em thấy thế nào. Đặc biệt là cái bàn cờ ngày hôm nay thì thực ra là nó cũng có lý do tại sao tôi lại dùng cái bàn cờ này. Tôi dùng cái bàn cờ này để làm cái clip chúc mừng sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc. Ngày hôm nay 15 tháng 1 là một cái ngày đặc biệt. Đấy chính là ngày sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc, một hội viên ở trên kênh. Tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Phạm Xuân Ngọc. Và xin cảm ơn anh em Phạm Xuân Ngọc đã ủng hộ kênh trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy lạ không? Tại sao tôi lại mua cái con Saman đầu game khi mà nó là một trong những con mà không đánh được chuỗi thắng đầu game? Tại sao lại không phải là con súng? Đấy, thì nó cũng có lý do của nó anh em ạ. Thực ra là hôm nay ngày sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc, thì anh em Phạm Xuân Ngọc muốn là tôi sẽ dùng cái bàn cờ mặc định và kỳ thủ mặc định và chọn một trong ba cái lựa chọn sau đây để có thể làm clip tặng anh em Phạm Xuân Ngọc. Cái lựa chọn thứ nhất mà anh em Phạm Xuân Ngọc đưa ra đấy chính là không được chọn tướng ở trong cửa hàng từ đầu tới cuối game. Đấy, tôi xin được nhấn mạnh lại lần nữa nha, là từ đầu tới cuối game. Ôi dồi ôi, không anh em ơi. Ui. Gấu mết à? Được đấy, Saman mết thôi anh em. Saman mết rồi. Đấy, cái lý do tại làm sao mà tôi lại chơi Saman thì từ từ để tôi giải thích cho anh em. Cứ bình tĩnh để tôi chốt đồ lại nhá, sau đó tôi giải thích sau. Từ từ bình tĩnh. Rồi, chuẩn bị đã, sắp vào round anh em ạ. Nó sẽ còn nhiều cái để chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong cái trò chơi này. Đấy. Ôi. Gặp ngay ba con Hunter. Rồi, nói chung là bài này khả năng cao là không chơi được chuỗi thắng anh em ạ. Vì làm sao? Xác định là chơi Saman mết đúng không? Nhưng mà lại không có đồ anh em. Không có đồ, không có đồ. Chúng ta sẽ không có đồ. Bây giờ mới chỉ có một cái triệu phép thôi anh em ạ, chưa có ma lăng. Nên là thôi đánh từ tốn thôi. Đánh từ tốn thôi, bỏ bài vào như này thôi. Đấy, thế xong rồi tí nữa ra gấu mết 2 sao chả. Ra gấu mết 2 sao. Hoặc lúc nào có đồ thì mới chơi anh em nhá, còn bây giờ không có đồ thì thôi tạm thời như này đã. Tất nhiên là vẫn bỏ bài vào nhá anh em nhá, chứ không phải bỏ trắng. Đấy, vẫn bỏ bài vào, tôi vẫn sẽ bỏ bài vào. Để làm gì? Bởi vì đằng nào tôi cũng sẽ phải bỏ gấu vào để tôi câu thôi. Thì tôi bỏ đủ 4 con thôi. Chứ tôi chả việc gì tôi phải bỏ 2 con ra cả. Bởi vì là bỏ 4 con thì đội hình nó sẽ mạnh hơn. Nó sẽ giúp tôi ví dụ như một round nào đấy rồi giết được thêm một vài con. Thế là ok rồi. Ui, bây giờ tôi mới để ý anh em ạ. Có thằng top 1 server luôn này. Thằng Uon, Uon A Tùng đấy là top 1 server chứ. Top 1 server tổng luôn ấy. Chứ chả phải là server Việt Nam đâu. Căng đấy, trận là căng đấy. Bây giờ mới để ý, thôi xong. Đồ không có đồ, hơi toang nhở. Gấu mết ra nhưng không có đồ thì cũng không đánh được chuối. Ui, thôi chết tôi rồi mẹ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Tôi lại đánh mết Saman như vậy. Tại sao lại lấy đồ sớm thế Tuấn ơi? Chốt đồ sớm quá anh em ạ. Gấu assassin à? Mà thôi cũng tí cũng bán thôi anh em. Tôi xác định tôi chơi mết Saman rồi. Anh em nhìn thấy tôi mua những cái con ở dưới này không? Đấy, Saman mết. Tôi lấy cái trượng phép rồi anh em ạ. À. Không có đồ thì cũng chả chơi được con gấu assassin đâu. Anh em nhá, không có đồ không chơi được gấu assassin đâu. Tôi chốt đồ rồi. Thôi, kệ. Tí nữa bán thôi anh em. Coi như con này nó tính tiền. Tính là 3 tiền thôi. Coi như tính là 3 tiền cho tôi. Yếu quá. Mà mấy cái round vừa rồi đẩy hơi nhiều máu ấy nhá. Đùa chứ tôi từ lấy giờ tôi toàn gặp thằng mạnh á. Cho xin một con eco được không? Thằng nào nó kẹp vào mấy cái con gọi đệ. Mất bao máu luôn. Được đấy. Nhưng mà không có đồ anh em ạ. Không có đồ đánh cái kiểu gì đây. Thôi,
Eco đây anh em, Eco hơi cho anh em trên kênh ngắm bàn cờ một tí vậy. Bàn cờ này bàn cờ mặc định anh em nhá, hôm nay dùng bàn cờ mặc định hơi lạ một tí đúng không? Thì vừa nãy tôi cũng có giải thích cho anh em rồi đấy. Thực ra là cái bàn cờ mặc định này là hôm nay ngày sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc thì anh em muốn là tôi dùng cái bàn cờ này. Đấy, và anh em còn muốn là tôi dùng cái con kỳ thủ mặc định cơ. Tuy nhiên là cái con kỳ thủ mặc định ấy thì nói thật với anh em là tôi không đổi đâu, bởi vì là làm sao? Nó có linh vật của nó anh em ạ. Với cả tôi cũng chưa bao giờ tôi nói là trong cái ngày sinh nhật của các anh em hội viên mà tôi chuyển cái con linh vật của kênh cả anh em nhá. Tôi chỉ có nói là chuyển bàn cờ thôi. Đấy, nên là chắc là anh em nhầm thế nào ấy. Tôi vẫn sẽ giữ cái con kỳ thủ này anh em nhá. Đây rồi, Saman đây rồi anh em ơi. Thiếu mỗi cái Blink thôi anh em ạ. Không sao hết, sắp có rồi. Cố gắng đợi đến round 10 có cái viên ma lăng thì là có Blink. Đấy, xong rồi là đánh chuỗi thắng luôn đấy chứ anh em. Đấy, tôi chỉ cần 3 mét thôi, hai con 2 sao ở phía trên làm tăng cơ. Ok luôn. Hai con 2 sao kẹp với hai gấu 3 mét. Đội hình đó là ở level 6 chúng ta đã đủ rồi, tuyệt vời. Đấy, đủ mạnh rồi. 3 mét là quá đủ mạnh với một cái con gấu mét 1 sao, nhưng mà nó là gấu mét anh em ạ. Khỏe lắm. Nên là phải có Blink, ít nhất là phải có cái Blink thì mới chơi được như thế. Nên là đợi anh em nhá, đợi chút. Gặp top 1 server này. To thế. 4 con 2 sao kẹp với Hunter và Clyde. Toàn những cái con ở trong cái bộ ngon. Toàn những cái con tướng quan trọng mà toàn lên 2 sao ạ. Vãi đái thật. To thế nhờ. Đã top server rồi là còn ca may nữa thì làm sao mà đỡ được đây. Anh em bảo tôi có nên chuyển sang assassin không? Ra con cáo này. Nhưng mà cái con cáo này bây giờ tôi lấy cái đồ cho con gấu mết rồi anh em ơi. Khó nghĩ quá anh em ạ. Nhìn cái đồ này đi ghép được cái gì đâu. Ở đây là con chưa có chém lan. Chưa có gì hết. Chưa có một cái gì hết anh em ạ. Đấy anh em thấy đồ nó xấu đến cỡ mà không đánh được vật lý, cũng không đánh được là bắn trưởng nhá. Đồ nó xấu đến cái cỡ đấy thì tôi đương nhiên là tôi phải như này rồi, Eco thôi. Đấy chứ biết làm nào. Bây giờ mà bảo là tôi có đồ ngon cơ thì tôi đánh được. Hoặc là tôi có một cái gì đấy là có cơ sở. Cả hai cái nó đều không có cơ sở anh em ạ. Khó chơi lắm, từ từ đã. Phải đợi đồ round 10 rồi mới tính được. À, bây giờ thì cứ từ từ đã, chưa biết mà đẩy nhiều thế. Bình tĩnh bạn ơi, gọi đệ các thứ kinh quá. Ui mày thế gấu mết gánh quá nhở. Được đấy bạn ơi, hay quá, cảm ơn gấu nhá. Mất cũng nhiều máu chứ cũng đâu có ít đâu. Hay quá anh em ạ. Cuối cùng thì chúng ta đến được cái rau quái mà tôi nghĩ là thôi, tôi hôm nay tôi chơi mết Saman thôi anh em, tôi không chơi assassin đâu. Đấy đó là cái yêu cầu thứ ba của anh em Phạm Xuân Ngọc đấy. Cái yêu cầu thứ nhất thì tôi không làm được. Tôi bán con cáo đi anh em ạ. Không chơi. Không chơi assassin nào. Không có đồ, không có đồ, nhìn nó biết rồi. Chưa có một món đồ nào, chưa có một cái mảnh ghép nào ấy. Không được, không chơi được. Nhá. Bây giờ chỉ xin một cái Blink thôi. Thực ra là có hết rồi. Có huyết trượng rồi này. Bây giờ chỉ xin một viên ma lăng thôi. Đấy, một viên ma lăng thôi là tôi sẽ chơi được. Một viên ma lăng nhá. Một viên ma lăng ghép Blink bạn ơi. Ui rồi mà lao hút máu ạ. Vãi cứt rồi. Vẫn còn ở trong. Bên trong, vấn đề cái quan trọng là bên trong nhá. Có 3 slot để chọn ra một cái viên ma lăng. Ma lăng. Ui rồi ôi. Đồ như cứt luôn anh em ơi. Mà không cả assassin, không cả mết luôn. Thôi chết rồi, đồ này là đồ hunter à. Búa xét cái đéo gì tầm này nữa. Búa xét anh em ạ. Vãi đái quá. Ôi rồi ôi. Ôi rồi, chết tôi rồi. Làm gì bây giờ? Bao nhiêu cái dự định của tôi. Vẫn Saman mết chứ cố đấm ăn xôi đến round 15 không nhở? Thực ra là chỉ cần một viên ma lăng thôi mà. Một viên ma lăng là chơi được rồi. Ui thằng này nó lại bắt cái con gấu assassin của tôi. Ui round này đẩy nhiều máu đây. Chết tôi rồi, round này lại còn bị đẩy nhiều máu cơ anh em ạ. Không ổn. Ui. Nước luôn nữa. Không được rồi, nhiều quá. Không ổn anh em ơi.
Cái gì này? Vừa Saman vừa Assassin à? Chết tôi rồi, nhìn cái đồ này khéo quá, không muốn nhìn luôn. Assassin vào bây giờ lấy đâu ra cái đồ đam tay đây? Cái cái búa sét à? Bây giờ đang chưa có một con dao nào anh em ạ. À, Assassin nó cần rất nhiều dao, ít nhất là 3 con dao anh em nhá. 3 con dao để ghép cướp điên mới ghép chém lan. À, bây giờ không có, chả có con dao nào cả. Cái con gấu Assassin này này nó không cần tốc đánh anh em hiểu không? Ghép cái búa sét nó chỉ có tốc đánh thôi, mà cái con này nó không cần tốc đánh. Nó cần là cần gì? Cần là nhảy một phát là tiêu diệt đối thủ luôn. Đấy, tiễn đối thủ lên bảng điểm số luôn. Nhất kích là tất sát. Bây giờ lấy cái chém lan à, cái chém búa sét ra để làm gì đâu? Đánh búa sét đánh nhanh để làm gì đâu, để đứng im đánh à? Con này con dùng skill cơ mà. Nó phải có blink, nó phải có chém lan anh em ạ. Không ổn rồi. Đồ này nó sai lầm quá. Không đúng rồi, không đúng kịch bản rồi. Không đúng kịch bản tôi đề ra anh em Phạm Xuân Ngọc ạ. Rồi để xem lại nào. Cái đầu tiên, điều kiện đầu tiên đấy là không được chọn tướng ở trong cửa hàng từ đầu game đến cuối game. Xin nhắc lại là từ đầu game đến cuối game nhá. Anh em yêu cầu là từ đầu game đến cuối game. Có nghĩa là tôi sẽ không được chọn bất cứ con nào ở trong cái cửa hàng chọn thêm cả. Bắt buộc là tôi sẽ phải đánh tất cả tướng, toàn bộ tướng là đều là có sẵn hết. Thì cái này tôi nói thật với anh em là bây giờ tôi lại hỏi ngược lại các anh em. Anh em xem tôi là bởi vì là tại làm sao mà anh em xem tôi? Anh em yêu thích tôi là bởi vì là tại làm sao mà anh em yêu thích tôi? Đấy, tôi cũng xin trả lời luôn. Tôi hỏi tôi trả lời luôn. Đấy là tại vì là các anh em thấy là tôi là có một cái kinh nghiệm trong cái việc xoay bài đúng không? Đấy, nó hay, cái tinh túy của tôi nó là cái xoay bài rất là hay, rất là nghệ thuật đúng không? Đấy, tôi có thể nói ra ngay cái ý ở trong đầu của anh em. Đấy là nếu mà các anh em coi cái bộ môn này Auto Chess Mobile là một cái bộ môn nghệ thuật thì chắc chắn anh em sẽ coi tôi như là một cái người nghệ sĩ. Đấy, một cái người nghệ sĩ cho anh em nhá, như một cái người họa sĩ vẽ ra những cái bức tranh đẹp đấy, ấn tượng, hay là một cái người nhạc sĩ viết ra những cái bản nhạc hay, những cái bản nhạc mà khiến cho anh em có thể xem đi xem lại đấy. Và đặc biệt hơn, rất có thể sẽ có những anh em coi những cái trận đấu này như những cái bộ phim mà anh em giải trí vào cái dịp buổi tối mỗi ngày đấy, buổi tối hàng ngày. Thay vì cái việc anh em xem phim thì anh em xem game đấy, tôi là coi như là giống như là một cái người đạo diễn đấy. Và sẽ có những cái cú plot twist ở trong game, nó giống như là ở trong phim vậy anh em thấy không? Đạo diễn nó phải như thế, nhưng thì nó phải có nhiều cái nó xoay anh em ạ. Xoay chuyển tình hình nhá anh em nhá. Đấy, và đấy là tôi còn chưa nói đến nhưng có những cái ông mà còn coi tôi là như là người thầy giáo đấy, những cái người thầy đấy, để có thể là truyền đạt những cái kinh nghiệm xoay bài cho anh em. Thấy rõ ràng là cái việc mà cái điều kiện đầu tiên của anh em Phạm Xuân Ngọc thì nó hạn chế quá, nó hạn chế quá, nó không hay anh em ạ. Làm thế mất hay đi. Anh em nhá. Rồi đấy, còn cái điều kiện thứ hai của anh em Phạm Xuân Ngọc thì sao? Sau round 25 không được dùng bất cứ một cái con kỳ thủ nào dưới 3 đô. Ui ôi, cái này anh em lại làm cho tôi. Tôi lại nhớ đến cái ngày, một trong những cái ngày mà cái kênh này đấy, nó live stream. Đấy là những cái giải của tôi ở trên kênh. Khi mà đây là những cái điều kiện ở trong giải đấy, có những cái điều kiện ở trong mỗi từng game một để cho anh em phải thỏa mãn cái điều kiện đấy theo thỏa mãn luật anh em chơi theo. Ui, từ từ nhá. Quái này toàn bây giờ. Ui, toàn quái quyết luôn nhá. Toàn quái là tôi quyết luôn đấy. Không bạn ơi, rơi tưởng toàn quái ạ. Công nhận ký ức lại ùa về. Ui. Gấu Assassin 2 sao tự ra luôn. Chỉ cần có 2 con nhưng mà đeo có đồ. Có đồ. Thôi tôi lấy cái búa sét đây. Bây giờ bắt buộc phải lấy cái búa sét rồi anh em ạ. Bây giờ mà không lấy cái búa sét ấy thì là chết đấy. Bởi vì làm sao, hết máu rồi. Tầm này hết máu rồi anh em ơi, hết máu rồi. Sợ quá đi mất thôi. Ui, chưa kịp ghép búa sét. Hy vọng ăn ở round này. Khó xử nhờ anh em nhờ. Khó xử thật đấy. Khó xử quá anh em ơi.
Đồ đổ cho mết rồi. Lại bắt chơi assassin dí vào tay như này, không có đồ thì làm sao mà ăn được. Khó xử quá anh em ạ. Đấy mà để mà nói quay trở lại đến cái điều kiện thứ hai của anh em Phạm Xuân Ngọc. Thì anh em Phạm Xuân Ngọc là muốn là tôi chơi sau round 25 là không được chơi cái con 3 đô. Thì cái câu trả lời nó là quá rõ ràng rồi anh em nhá. Đấy, khi mà cái con gấu assassin ấy nó lên được 2 sao. Đấy, và chắc chắn rồi, con này thì nó sẽ sống với tôi đến sau round 25. Không anh em ơi, cái con này nó ra làm sao mà tôi có thể bỏ cái con gấu assassin sau round 25 được anh em. Chắc chắn là không nhá anh em nhá. Thế là nó chỉ còn cái điều kiện cuối cùng của anh em Phạm Xuân Ngọc đưa ra thôi. Đấy chính là cái bộ Saman. Thôi anh em ạ, trận này chọn Saman chơi cho nó dễ. Assassin Saman anh em ạ. Assassin Saman chơi được 3 Assassin. 3 Assassin 4 Saman. Ok kìa, ok kìa, ok kìa. Ui được. Greater à? Khỏe đấy. Trận này nhiều Greater nhỉ. Sơ đếm 2 thằng quá. 3 Assassin, 4 Saman đúng không? Nhưng mà bây giờ mới có 2 con Saman anh em ạ. Bây giờ vẫn có 2 con Saman thôi. Nào giờ? Bỏ mết đi nhở. Mết miếc gì cái tầm này nữa. Bây giờ ra gấu Assassin rồi. Bây giờ cho 3 Assassin vào, 2 Saman. Đồ này vẫn giống như đồ mết, chỉ thiếu viên ma lăng anh em ạ. Thật. Đồ này vẫn chơi mết được mà. Búa xét ghép cho mết ngon luôn. Búa xét cho mết ngon luôn. Từ từ đã anh em ơi. Cũng chưa chắc đã là Assassin Saman. Có khi lại là mết Saman thì sao. Hoặc có thể là 4 Spirit. Được. 4 Spirit, 3 Assassin kẹp với 4 Saman. Có cọc luôn. Ui rồi, tuyệt vời luôn anh em ơi. Lẩy số nhanh phết rồi. Lẩy số nhanh phết rồi anh em ơi. Được. Được nhá, cái đội hình này được, đủ slot. Thậm chí là còn có thể vớ vẩn lại còn được 3 mết cơ. 3 Assassin, 4 Saman, 4 Spirit, 3 mết vẫn đủ ở level 10. Ok anh em ơi, tuyệt vời anh em ơi. Nhưng mà máu có vẻ hơi thấp rồi nhỉ. 50 máu bây giờ tụt xuống còn có 42 máu rồi kìa. Có gấu Assassin mà nó không có đồ nó sẽ như thế đấy anh em ạ. Sợ thật sự. Sợ quá đi mất thôi. Round 20, 42 máu quá thấp. Quá thấp rồi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng là nó tự ra tôi con gấu Saman. Tự ra tôi con gấu Saman này. Ra con gấu Saman là chúng ta kẹp 4 gấu vào, chúng ta câu luôn con gấu mết 2 sao thì nó lại uy tín luôn anh em ạ. 3 mết, 3 assassin, 4 Saman. Và kẹp với cả 4 spirit qua là ổn áp luôn. Đấy nhưng mà bây giờ phải ra, quan trọng là ra cái con gấu Saman. Khó đấy. Chưa thấy ra. Nhưng mà như thế tôi lại ghép nó lại hơi phí cái găng tay Kira nhỉ. Găng tay Kira cũng chỉ để hút máu thôi à. Hút máu phép rồi à. Bây giờ phải kẹp được Kira vào nữa cơ. Kẹp được Kira nữa thì nó lại thiếu slot. 4 spirit, 3 sát thủ, 4 spirit, 2 Saman kẹp với cả Warlock. Có vẻ cũng được đấy. Nói chung là xoay đi xoay lại thôi anh em. Nói chung là xoay đi xoay lại rồi. Cứ bình tĩnh, từ từ đã. Chúng ta còn có cả một cái tương lai phía trước. Có rất nhiều đội hình mà cần phải counter. Mà đấy là tôi còn quên mất. Tôi còn chưa nói đến trong trận đấu này nó có top server đấy. Top 1 server đấy. Ui dồi, ma lăng, 2 viên luôn ạ. Nhưng mà không, tôi lấy cái chém lan thôi anh em ơi. Cái tầm này gấu assassin đến 2 sao rồi, còn mết miếc cái gì nữa. Anh em ạ, 6 assassin. Có chém lan, quay xe khẩn trương thôi. Ở đây có thêm 2 con assassin nữa này. 6 assassin kẹp Kira. Ui mẹ ơi, nó bị lừa ấy. Nó cứ lừa tôi ấy anh em ạ. Thôi được rồi, đây chúng ta sẽ chuyển dần sang 6 assassin anh em nhá. Ở đây là chúng ta có cáo 2 con rồi.
Đủ bộ 6 assassin luôn. 6 assassin. Và cũng có thể là chơi tạm, cũng chưa biết anh em ơi, tạm thời có cái chém lan là tôi có cái một cái thứ cảm giác nó yên tâm đã. Nó yên tâm hơn đã anh em nhá. Lại ra gấu assassin. Nhưng mà không chơi, bán nó. Một con 2 sao là quá đủ. Anh em ạ, ở đây là tôi có cái chém lan ở đây rồi, thôi chốt luôn này. Chốt luôn anh em ơi, gấu assassin 2 sao rồi. Chả nhẽ lại ghép huyết trượng. Không. Rồi, thôi cho 6 assassin vào anh em nhá. Đủ bộ rồi, đủ bộ rồi. Đủ bộ 6 assassin rồi. Từ từ đã, rao xong. Từ từ đã anh em. Tôi lại có cái ý tưởng mới rồi anh em ạ, tự nhiên nó lại ra con chú quỷ. Ờ. Chú quỷ à? Được, chú quỷ được. Thôi, nếu mà hôm nay mà không trả bài được anh em Phạm Xuân Ngọc thì tôi sẽ làm cái clip khác để trả bài anh em Phạm Xuân Ngọc vậy. Có cái gì đâu. Tôi thì tôi nói thật với anh em là để chuẩn bị cho cái sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc thì tôi đã làm trước cái clip này, nó cũng phải rơi vào tầm 5 ngày đấy, nên là bây giờ hiện tại là tôi đang làm ở cái ngày mùng 10. Tiết lộ cho anh em là đây không phải ngày 15 anh em nhá, anh em đều bị lừa rồi. Thực ra đây mới là ngày mùng 10 thôi. Đấy, và nếu mà không có gì thay đổi thì được rồi, ok thì hôm nay up clip của ngày mùng 10 vậy. Còn cái ngày 15 thì sẽ làm lại. Chúng ta sẽ làm lại sau nhá anh em Phạm Xuân Ngọc nhá. Ok. Thì hôm nay thì chúng ta làm cho clip của ngày mùng 10 gọi trả bài anh em trên kênh. Chuyển ra chơi 6 assassin. Được đấy. Rồi thôi có cái ý tưởng mới rồi anh em nhá. Nên là thôi chúng ta lại xoay bài rồi. Xoay nhá anh em nhá. Xoay. Rồi tôi sẽ bắt nhịp cho anh em. 1, 2, 3 này. Xoay đều. Được. Ăn rồi. Mạnh rồi đấy. Ồ, thế mà cuối cùng là vừa lại chuyển về 6 assassin tối thượng à? 6 assassin tia hết à? Thôi cũng hợp lý thôi anh em ạ. Trận này đánh với top server, đánh cho tử tế, làm một cái đội hình mạnh vào, lấy một cái đội hình mạnh nhất meta để TS để chơi chứ. Đúng không anh em, có đồ rồi tầm này bây giờ nhá. Round 25 đến nơi rồi anh em ạ. Sắp tới là sẽ có cái món đồ Kira ở round 25. Trò chơi kết thúc. Quá là dã man. Beat à? Hay quá, gặp thằng Beat. Thích rồi. Chơi bộ này chỉ thích nhất là gặp thằng Beat thôi anh em ạ. Quá. Tuyệt vời. Mạnh quá nhờ anh em nhỉ. Quá đi mất thôi. Vớ vẩn là sắp tới là tôi thậm chí là anh em cũng biết rồi đấy, là rất có thể là nó sẽ là anh em nhìn ở phía dưới xem nhá, anh em đoán đi. Chúa quỷ này. Một con ma. Đấy, Death Prophet. Là ở trong bộ gì? Bộ gì nhỉ? Linh hồn. Đúng không anh em? Linh hồn kẹp chúa quỷ kẹp 6 sát thủ thì làm sao? Trời. Không nghĩ tới. Ý tưởng mới. Liệu rằng là có mạnh hơn là cái bộ assassin kẹp cọc không? 6 assassin kẹp cọc kẹp Kira, kẹp với Egosid, kẹp với Warlock. Thực ra thì cái bộ đấy nó uy tín lắm. Còn cái bộ mà tôi ý tưởng mới này xem không biết là có mạnh hơn không. Thử em nhá anh em nhá. Đấy, xoay thôi. Chúng ta xoay thử xem nào. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó nhờ. Kira anh em ạ. Đấy, hút máu chủ giáp. Hút máu chủ giáp. Cái kia cái dao để cướp điên. Không, tôi sẽ không lấy cái chống hồi máu đâu. Tôi để dành cướp điên anh em ạ. Cướp điên. Chơi assassin mà lại không có cướp điên thì mất chất. Đấy rồi. Được đấy. Tí nữa cướp điên cho chúa quỷ xem là nó khỏe đến cái cỡ như nào. Chúa quỷ. Từ từ nhá. Bây giờ thế nào?
tôi phải mua con Velom anh em ạ, mà tôi chưa muốn bán con gấu đù. Tôi sẽ bán con Thunder Spirit đi vậy. Cái con gấu đù ấy là nó sẽ là cái con tăng cơ, nó rất khỏe anh em ạ, nó đang 2 sao, tôi muốn tăng một chút. Bây giờ chưa có tăng. Gritter bây giờ không sợ rồi. 6 assassin rồi, khỏe rồi bạn ơi. Khỏe lắm. Phải không? Khỏe chưa? Quá tuyệt vời, có chuỗi luôn. Hay quá anh em ạ. Lại gấu à, lại cáo này. Hay quá nhở. Cho ra gì đi, cho ra gì đi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Linh hồn lửa anh em ơi. Đây rồi. Gấu này. Từ từ nhá. Slot nào cho cái con gấu ở đây. Có lấy gấu không? Có lấy gấu. Phải lấy. Bán con này đi vậy. Tí nữa đằng nào cũng thay. Cái con Sabricker ấy, một con kích hệ thôi anh em ạ. Tí nữa tôi sẽ thay bằng con khác khỏe hơn. Silent Assassin chả. Hợp lý. Đó. Quá nhờ. Tầm này tao ăn được gấp tăng top server luôn. Hay quá. Lấy cái cửa gì ăn được nhỉ? Khỏe lắm anh em ơi. Nhìn gấu assassin nó đấm kìa. Khỏe quá anh em ơi. Đang có chuỗi thắng cơ mà. Khỏe lắm. Được đấy. Bây giờ nhá, ra được một con Dark Spirit nữa thôi là tôi sẽ bỏ tạm với con gấu ra. Đấy, tôi sẽ chơi là vẫn là có Warlock nhưng mà sẽ bỏ con gấu và con Soul Reaper ra anh em ạ. Xong rồi tôi thay bằng hai con Spirit vào đánh ở level 10. Ui tối thượng anh em ơi. 4 Spirit kết hợp với cả 6 Assassin kẹp Kira. Quá là tối thượng luôn anh em ạ. Được đây nhờ. Đùa. Đội hình lại vô địch rồi. Tầm này bây giờ nhá, cái thằng tông 1 server ấy, không có cửa đâu anh em ơi. Tôi mà đã có ra con Dart nhá. Con Dart mà bây giờ ra thêm cái con Light Spirit nữa nhờ. Trời. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Tầm này. Tập thằng này ơi bị out rồi. 9 Hunter bị out à? Hunter out không có cửa đâu. Hunter này là có giống như là cái bộ hôm qua tôi chơi không nhỉ? Cho anh em không nhỉ? Hunter đỏ xong rồi chuyển sang là 6 đỏ kẹp với cả cái bộ linh hồn kẹp với chú quỷ không? Có phải không? Cướp điên! Tuyệt vời anh em. Ui! Ra cuối game ra chuẩn đấy nhỉ? Anh em thấy tôi chọn lựa chọn Assassin nó quá hợp lý rồi. Thôi được rồi. Hợp lý quá. May quá không đâm đầu vào cái con gấu mết anh em ạ. Kiếm hồn! Được luôn! Hết tiền rồi. Ra là con gấu này. Bây bán gì đi đây? Bán cáo đi. Dark Spirit luôn rồi. Sợ này. Từ từ nhá. Bây giờ làm nào giờ? Từ từ bây giờ chuyển gì? Hay là không. Bỏ 6 Assassin. Không chơi 6 Assassin nữa. Không cần chơi 6 Assassin. Bỏ 6 Assassin đi thôi anh em ạ. Bỏ 6 Assassin đi. Sau đó tí nữa tôi chơi 3 Assassin kẹp với cả 6 Spirit luôn. Đủ bộ anh em ơi. Thiếu một con Light Spirit thôi. 6 Spirit kẹp với cả 3 Assassin, kẹp cọc, kẹp với cả Kira, được luôn. Ui giời tuyệt vời anh em ơi. Tuyệt vời anh em nhá, lock lại vậy. Đủ slot. Hay quá nhờ. Trời ơi, hay quá anh em ạ. Chuyển sang cái bộ này ngon hơn bộ 6 Assassin luôn. Rồi, không chơi 6 Assassin nữa, bán. Rồi. Đây, bỏ vào là 4 Warlock. 4 Warlock luôn. Thế thì từ từ nhá, bây giờ nó sẽ là 4 Warlock kết hợp với cả 4 Spirit à. 4 Warlock, 4 Spirit, 3 Assassin. Được không? Được. Được luôn, được luôn, được luôn. Hay quá, hay quá. Hay quá nhờ. Được. Kẹp với cả 2 bit à? Như nào nhỉ? Bây giờ bỏ cọc đi hay là bỏ bit đi? Chọn một trong hai thôi, bỏ cọc hoặc là bỏ bit. Bốn Warlock, 3 Assassin.
bỏ cọc đi, bỏ cọc đi thay vào bằng cái con Stone Spirit cũng được. Nhưng mà cái cọc này nó cũng quan trọng lên game lắm anh em ạ. Không biết là bỏ cọc có đúng không. Cướp điên thôi, chuẩn rồi. Nhất kích tất sát ở đây rồi. Cọc quan trọng lắm anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi không nên bỏ cọc. Tôi nghĩ là bỏ bit đi. Bỏ bit thôi anh em ạ. Cọc quan trọng lắm. Tôi bỏ vào linh hồn nha anh em nhá. Đây nó như này này. Này đấy anh em thấy không. Như này hợp lý này. Đấy 4 warlock. Tí nữa nếu cần thì tôi sẽ cho cọc vào. Tôi thay một con warlock ra. Không cần thiết phải 4 warlock. Đấy, tôi bỏ bớt một con warlock ra. Nó sẽ là kẹp với cả cọc 3 assassin. Linh hồn. Quá khỏe luôn. Này đủ đam rồi anh em ạ. Đam to lắm. Cái tộc linh hồn nên nó gây đam nó rất to. Cộng thêm là 30%. Đam nó cũng không khác gì cả Kira luôn. Đây là hai tầng Kira. Coi như là hai tầng Kira luôn. Rất khỏe. Ngay từ vào lúc vào đầu game đã được thêm một tầng Kira rồi. Máu cũng to luôn. Trầu lắm anh em ạ. Để này nó hợp lý luôn. Trong cái trường hợp mà cần phải có một cái cọc thì tôi sẽ cho cọc vào. Đấy. Mà nếu mà cần cọc ấy, thì sẽ bỏ cái con Sao Ripper ra. Sao Ripper sẽ cho ra và cho cọc vào. Đấy, thêm được một cái hệ nữa. Đấy chính là cái hệ Saman. Cho thêm một cái khống chế cũng rất tốt luôn. Rất hay. Đội hình nói chung là cứ xoay chuyển liên tục thôi anh em ạ. Có thể đây nó sẽ là cái đội hình chốt ở cuối game đấy. Khá khỏe. Tí nữa cái gì nhỉ? Kiếm hồn ấy nó lên 2 sao này. Rồi con chúa quỷ lên 2 sao rồi tôi bán gấu thôi anh em. Tôi cho đồ cho chúa quỷ vào. Đấy, chúa quỷ mới là cái con nhân vật chính. Tí nữa chúa quỷ quẩy hết anh em nhá. Bởi vì làm sao đây là trận này có like. Cái thằng top 1 đang chơi like. Để mà chắc chắn ăn được ấy, chơi chúa quỷ anh em ạ. Chúa quỷ nó quẩy nó đấm chết hết bọn này luôn. Bọn like này không có cửa đánh với chúa quỷ đâu anh em. Nhưng mà bây giờ nhá, thậm chí là con gấu assassin nó vẫn còn ăn được. Khỏe không anh em? Khỏe thật sự luôn. Không phải 6 assassin anh em nhá. Không phải 6 assassin, đây mới là cái bộ mạnh. Đấy. Tôi bỏ cái bộ 6 assassin đi để tôi chuyển sang cái bộ này. Tôi thậm chí nhá anh em nhá. Anh em vừa thấy là tôi có một con gấu 2 sao, một con gấu bít 2 sao, một con cáo 2 sao nhưng mà tôi đã bán đi một cách rất là thoải mái và tự tin. Đấy. Tôi không có đắn đo, tôi không có suy nghĩ, tôi bán luôn. Tôi xác định tôi chuyển luôn sang bộ này mà. Ý tưởng là từ đâu thôi. Ui, Sai Linh này, Sai Linh được nhá. Sai Linh là một cái con mà có thể chơi được. Nó có thể hiện là sự quyết đoán anh em hiểu không? Bán luôn cái con cáo lên 2 sao. Con gấu lên 2 sao mà không có một chút chần chừ luôn. Đấy, anh em hiểu là bây giờ tôi đã xác định là tôi chơi cái gì rồi đấy. Nên là anh em thấy không? Quyết đoán luôn. Đấy, chúa quỷ ở dưới rồi. Linh hồn chỉ còn một con nữa thôi. Đấy là con kiếm hồn. Kiếm hồn lên 2 sao một cái là quẩy ôn luôn nha anh em nhá. Không nói nhiều. Kiếm hồn khỏe lắm anh em ạ. Nó ở trong cái bộ linh hồn này. Xong rồi kẹp với cả cái bộ. Nói chung là linh tinh như này thì vẫn khỏe. Có đồ Kira thì đàm không thiếu. Ui chết nhiều thế. Chết nhiều thế. Được đấy. Sa Linh cũng được. Vào đây bạn ơi. Ok luôn. Dark Spirit 2 sao. Rồi được rồi, đủ rồi. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye. Không. Không. Để tạm ở đây thôi anh em, tí nữa xem nào. Từ từ đã. Chúng ta có những cái để chúng ta có thể chuyển cho nhau. Ví dụ như là tí nữa mà, ví dụ như thằng Lai mà nó khủng khiếp quá thì chúng ta có thể 6 Spirit cũng được. Không sao. Greater với cửa Lai cuối game à. Ui. Ôi rồi ôi, nó úp lồng trúng một cái con gấu của tôi. Gấu bị cái con ốc 3 sao nó bớ vào thôi xong rồi. Gấu ơi. Ui, clear đi, clear đi, clear đi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tôi chém phát lửa, chém phát lửa. Ui không được rồi. Cái đéo gì mà nhiều sao đấy kia. Berserker 3 sao. Ốc 3 sao. Úp lồng chuẩn thế nhờ. Thế nếu là úp lồng trúng một con gấu được ạ. Sợ thật sự.
Sợ quá anh em ơi. Là có cái Blink, là Blink thôi, phải sáng nguy hiểm quá. Không ổn, không ổn, không ổn. Tí nữa phải chuyển vị trí nhá. Con gấu đứng ở đây là không được. Chuyển sang bên kia. Đứng đây là nó sẽ Blink và con gấu nó sẽ đứng ở đúng cái vị trí này nó đánh. Nó không có Blink mà. Con gấu của tôi nó không có Blink. Đấy, nên là nếu mà nó bớ vào cái con Blink là nó sẽ đứng ở cái vị trí này và nó sẽ bị u lồng lần nữa đấy. Nguy hiểm lắm. Tí nữa phải chuyển sang phía bên kia. Cái tộc linh hồn này nó có một cái là nó hơi dở. Đấy chính là cái vòng ở phía dưới ấy, nó không di chuyển được. Bắt buộc phải cố định phải đứng ở hai bên như thế. Nên là nó rất dễ là bị counter. Giá như mà cái đấy nó có thể di chuyển được cơ, thì chúng ta có nhiều những cái vị trí khác để chúng ta có thể xếp bài ở những cái vị trí an toàn cho con gấu. Nhưng mà cái này nó không cho tôi di chuyển. Ok. Đó, chém lan 2 đó. Vẫn cứ là ok nha anh em nhá. Mất chuỗi thôi mà. Chứ là gì. Đây rồi. Hay quá. Đây rồi, một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi bạn ơi. Rồi, 6 spirit. Nhưng mà chưa cần nha anh em nhá. Để xem late game chơi thằng nào đã. Để tạm ở đây, tí nữa counter, hiểu không? Nếu mà giả sử như Greater thì 6 spirit này nó lại phế, nó lại không chơi được. Đấy mà bây giờ để ở cái đội hình là nó ở giữa, tức là 4 spirit thôi. 4 spirit kẹp với cả đấy, uống warlock của 3 assassin thôi thì nó đánh nó nói chung là đánh được cả hai. Nó đỡ mất nhiều máu. Không. Tôi nghĩ không cần 6 spirit nữa rồi anh em ạ. Đây rồi. Tuyệt vời anh em ơi, nhưng mà chưa đổi được, chưa đổi được đồ đâu. Đồ này mà bây giờ mà chuyển sang kiếm hồn là bay màu thôi nhá anh em nhá. Kiếm hồn nó không là cái con mà có thể gặp được ở cái round tiếp theo. Con này mà gặp cái bọn Greater ở round tiếp theo thì nó sẽ là bay màu. Đấy. Úp lồng một cái thôi thì là kiếm hồn nó cứ đứng ở trong lồng đến chết. Con ốc nó sẽ là đứng vai trò là nó sẽ tiêu diệt con kiếm hồn. Nên là cứ từ từ đã anh em ạ, bình tĩnh xem chơi thằng nào đã. Gấu assassin này thì nó đánh với cả cái bọn Greater nó vẫn uy tín hơn. Kiếm hồn thì đấy anh em như thấy không? Tôi đổi vị trí con gấu rồi, bây giờ không bị bớ nữa. Kiếm hồn nhiều khi là đấy, bớ vào phát được kiếm hồn có làm được cái gì đâu. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Đấy, khác luôn. Hay quá. Rồi, tuyệt vời anh em ơi. Không cần nữa rồi anh em ơi. Vậy là 6 spirit, bây giờ chúng ta không cần 6 spirit nữa. Ok. Và chúng ta cũng sẽ không cần 4 spirit nữa anh em ơi. Vậy thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cái bài gì? 6 assassin anh em ạ. Từ từ nha, bây giờ nha. Lại mẹ vãi đái thật. Từ từ bình tĩnh anh em ơi. Không, bây giờ phải đổi thôi. Solo lên game rồi anh em ơi. Kiếm 6 assassin anh em ạ. Đây, lấy cái con này. Đùa thật ảo Makalada vãi cái đái luôn. Thề. Tôi bán 6 assassin đi, bán cái con cáo assassin 2 sao đi. Bán con gấu 2 sao đi để tôi chuyển ra bộ này. Bây giờ tôi lại tìm tôi mua lại. Thật sự là như thế luôn. Đây, gấu đây. Chán đời cái ông Tuấn Cơm. Bây giờ lại thua anh em ạ. Đánh lại thua, không đánh được. Lại phải chuyển sang 6 assassin. Cứ quay xe như này thì vãi đái quá anh em ơi. Quay đi quay lại. Lại kiếm 6 assassin vào. Đây rồi, ui rồi, xin lỗi nhá. Xin lỗi, bây giờ lại chơi 1 sao ạ. Vãi đái quá Tuấn Cơm ơi. Rồi bán đi. Bây giờ lại dash sprint 2 sao lại thẳng tay bán luôn. Không một chút do dự. Dash sprint 2 sao bán không một chút do dự luôn. Anh em thấy vãi đái không? Vãi đái thật sự luôn đấy. Thề. Quả này đúng là xoay theo cái kiểu là xoay 360 độ luôn anh em ạ. Đúng một vòng trái đất. Không phải là 180 độ nữa rồi mà đây chính là 360 độ. Xoay bài một vòng trái đất luôn. Vãi đái thật, chuyển từ cái bộ vừa nãy sang một cái bộ khác, sau đó thì chúng ta lại quay trở về cái bộ ban đầu. Ảo lòi. Ảo quá anh em ơi. Tôi cũng bán luôn con chúa quỷ, về chúa quỷ không chơi được nha anh em nhá. Chúa quỷ bộ này thì xuống hố thôi. Gặp bộ này thì đứng im mình chết thôi anh em ơi, không chém được phát nào đâu. Đấy. Rồi được rồi. Bây giờ là chúng ta kiếm đủ 6 assassin rồi, nhưng mà chúng ta sẽ kiếm mấy con xe linh lên 2 sao. Và chúng ta sẽ kiếm thêm cái gì nữa. Chắc là tôi sẽ kiếm
Kiếm cái gì nữa nhở? Cái gì nữa? Chả kiếm cái gì nữa cả, kiếm 2 sao thôi là xong rồi. Đấy. Cho thêm cái con gấu bít vào nữa, kích hệ bít vậy. Trò chơi nó đúng là quá dã man luôn anh em ạ. Nó thể hiện cái người nghệ sĩ ở trong game. Thể hiện một cái người đạo diễn đấy, vừa lót trích xoay liên tục luôn. Làm cho anh em ảo Macalada. Rồi, đây rồi. Ảo thật sự anh em ạ. Rồi bán cái này đi. Đây. Đây, xong anh em ơi, thêm một con Saman nữa vào. Đấy, lại coi như là bán thẳng tay con linh hồn luôn, con kiếm hồn luôn. Mà không một chút do dự, 5 đô 2 sao cũng coi như là bán thẳng tay. Đùa, thật là như thế luôn ạ. Không thể tin được đấy, không thể tin được anh em ơi, nhưng mà trò chơi kết thúc nha anh em nhá. Trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Flop trick 360 độ. Quá bất ngờ đúng không anh em? Trò chơi kết thúc anh em ạ, không có cửa cho đối thủ. Tôi phải nói thật với anh em là nó đã phải nó đi vào tiềm thức rồi. Dã man thật sự luôn, chuyển một phát là đi luôn, không nói nhiều. Anh em thấy không? Càng lại một siêu phẩm nữa để đời ra mắt anh em trong ngày hôm nay. Rất là đáng tiếc là cái clip này nó lại không ra vào cái ngày sinh nhật của anh em Phạm Xuân Ngọc. Thôi không sao anh em nhé, tôi sẽ làm lại với clip khác. Rất nhiều siêu phẩm đang chờ đón anh em ở phía sau anh em nhé. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Và anh em chưa đăng ký hãy đăng ký đi, bởi vì là sẽ còn rất nhiều siêu phẩm nữa đấy anh em. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ mạnh nhất meta ở trong meta này anh em nhé. Khỏe lắm anh em ạ. Anh em cũng có thể chọn clip bên phải, cũng là những cái cú xoay bài Flawtrick phải nói là đi vào lòng người. Hay tuyệt vời luôn anh em nhé.